Xin được chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình âm nhạc được mang tên Hát Mãi Ước Mơ. Chương trình Hát Mãi Ước Mơ được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Hôm nay chúng ta lại được gặp gỡ những người chơi đặc biệt. Họ bước ra từ gian khó vất vả để được tỏa sáng trên sân khấu này cùng với những nghĩa cử cao đẹp. Và mong rằng là quý vị khán giả sẽ cổ vũ hết mình để người chơi của chúng ta sẽ thực sự có cơ hội chạm tay đến ước mơ của một người mà họ thực sự yêu thương. Và hãy cùng cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn cùng với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi chào đón những vị ban giám khảo của chương trình nha. Chúng ta sẽ cùng chào đón giám khảo nghệ sĩ Trấn Thành. Giám khảo ca sĩ Cẩm Ly. Bên cạnh hai vị giám khảo quen thuộc của Hát Mãi Ước Mơ thì chúng ta sẽ còn chào đón một vị giám khảo khách mời. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Dương Triệu Vũ. Có đôi lúc anh muốn tìm thấy ai đi bên cạnh, sẽ là người thật lòng yêu em, thay anh chăm sóc. Cũng có lúc anh muốn em phải cô đơn và nhớ đến anh, không một ai được chạm vào em như anh đã từng. Một cuộc tình đậm sâu trôi qua đã khiến anh mỏi mệt, khiến anh quá đớn đau rồi vô cảm. Vẫn cần một vòng tay mà can đảm đã như không còn, chính anh cũng chẳng biết phải thế nào. Cảm giác không em trái tim này đến thơ cũng đau. Thật tàn nhẫn khi anh không thể bên em, mà hình bóng luôn ghi trong lòng. Hãy chỉ cho anh cách yêu mà không phải tổn thương, dạy cho anh tìm được cảm giác với một người khác. Cảm giác không em trái nhân khi anh không thể bên em, mà hình bóng luôn ghi trong lòng. Hãy chỉ cho anh cách yêu mà không phải tổn thương, dạy cho anh tìm được cảm giác với một người khác. Hôm nay là phải gọi là giám khảo Dương Triệu Vũ đó nha. Ok, thì Vũ đã sẵn sàng tâm lý. Vũ cũng đang sợ là lỡ mà mình không kiềm chế được những cái dòng nước mắt thì nó bị mất đi cái sự nam tính hay là... Cái gì? Nói cái gì? Tại sao đàn ông khóc lại mất đi sự nam tính? Nói chứ, ở đâu khóc thấy kỳ, thấy ngại chứ riêng ở chương trình này nhiều khi... Khóc là bởi vì cái sự rung cảm, cho nên đôi khi những cái giọt nước mắt đó mình không cần phải quá e ngại về nó. Rồi, Vũ sẽ... Mà, tôi sẽ sao? Xóa luôn. Xóa luôn. Cảm ơn Dương Triệu Vũ. Và bây giờ thì Vân xin mời anh trở về với chiếc ghế của mình. Và trước khi đến với vòng đầu tiên được mang tên Ước Mơ, hãy cùng thư giãn trong một vài phút nha. Đang cùng nhau đến với vòng đầu tiên. Trong vòng này thì sẽ có 4 đoạn video clip kể cho chúng ta về những nhân vật. Họ cũng đem đến những ước mơ, những hoàn cảnh mà họ thực sự mong muốn được giúp đỡ. Nhân vật đầu tiên là một cô bé học sinh, và chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện này.
tên là Trần Trúc Quỳnh, năm nay em 18 tuổi. Em muốn lấy được một số tiền về để cho mẹ em trả bớt một món nợ. Khi xưa là mẹ em làm ăn, nhưng mà làm ăn bị thất bại, cho nên là giờ mình còn nợ một cái khoản tiền đó. Mẹ em từng đi hát gánh cải lương anh, hồi xưa em dự định là sau này em sẽ đi theo con đường ca hát luôn. Nhưng mà chắc là trời không cho em được khả năng để hát dòng nhạc đó, thì em chỉ hát được dòng nhạc bolero. Trước khi bé chọn thì tôi cũng có nói là đã đi cái nghề này thì con phải cố gắng. Tại vì mình cũng đã trải qua cái con đường nghệ thuật này rồi, gian nan lắm. Thật sự mình biết con mình nó có khiếu từ nhỏ, nhưng mà tôi không có khả năng. Chứ nếu mà tôi có khả năng thì tôi đã lo cho bé từ nhỏ rồi. Ba mẹ em ly hôn với nhau từ lúc em 1 tuổi rồi, tới giờ không còn liên lạc gì nữa. Lâu lâu thấy mẹ hay khóc, em thấy buồn. Mẹ, con cảm ơn mẹ đã luôn chăm sóc con từ nhỏ tới giờ. Con hứa là sau này con sẽ ráng nuôi mẹ, làm những điều tốt đẹp như là những gì mẹ đã làm với con trong thời gian qua. Hà buồn nơi nhớ mãi ngàn.
Quỳnh ơi, chị hỏi một chút là em còn trẻ, sao em lại yêu thích dòng nhạc này? Dạ, chắc có lẽ là do được mẹ truyền cảm hứng qua cho em. Dạ, tại vì hồi xưa mẹ có đi hát, rồi mẹ ở nhà hay bật nhạc này nè cho em nghe, rồi từ đó cái em thích nó luôn. Mà nghe em hát thấy buồn lắm, nhiều tâm sự lắm. Đó là cảm giác của chị. Để chị hỏi ban giám khảo coi họ cảm thấy như thế nào về giọng hát của em. Bạn còn rất là trẻ nhưng mà bạn hát á, nó có cái sự từng trải, nó có cái da diết, cái giọng rất là ngọt ngào. Và quan trọng là anh đánh giá cao cái nốt thấp của em. Tại cái bài này nó cái câu khó nhất là bao kỷ niệm sống lại khi hè đến. Nó thuốc tuốt ở dưới mà em xuống rất là đầy đủ, nên nghe anh thấy rất là tốt. Nói về bài hát á, có những cái liếng rất ngọt. Chỉ có điều là có một vài chỗ, những đoạn cuối nó hơi run rẩy một tí xíu thì nó loạn choạng thôi. Chứ giọng hát thì rất là ngọt, rất là hay. Hy vọng rằng Quỳnh sẽ đeo đuổi được ước mơ ca hát của mình. Hôm nay Quỳnh đi với ai? Dạ đi với mẹ. Có mẹ hả? Dạ. Không, mời mẹ lên sân khấu đi. Em mời chị. Chào chị ạ. Hôm nay con gái của chị đến đây mang theo một ước mơ, được trở thành một ca sĩ, được có một khoản phần thưởng để đem về giúp cho mẹ. Vậy còn ước mơ của riêng chị là gì ạ? Chị cũng mong là cho con gái là được mãi đứng trên cái sân khấu, đạt được cái ước nguyện của con và tiến xa hơn nữa. Ước mơ của mẹ cũng là ước mơ của con, ước mơ của con cũng là ước mơ của mẹ. Anh rất là cảm thông, em nên hãnh diện về chính bản thân em. Đó là em là một đứa con rất là có hiếu. Và cái điều đó hả, không có một đồng tiền nào mua được hết. Cái đó là do cái sự giáo dục của mẹ em, cái sự gắn bó của hai mẹ con dành cho nhau. Và cái điều đó là một cái điều mà chị nên rất là đáng hãnh diện. Dĩ nhiên khi mình sống trong cuộc sống sẽ có lúc mình thăng trầm, mình sẽ cố gắng, hai mẹ con vượt qua. Sẽ có một ngày không phải con hát không, mà chú muốn là sau này mẹ con cũng sẽ được tiếp tục để mà hát cái đường ca hát của mẹ nữa. Ủa ơi, không cần chờ tới ngày đó, ngay bây giờ, ngay giờ ngay và luôn. Họ quyết định thể hiện một phần của bài hát giọng cổ buồn. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nở dần trăng khuya cung đàn buông tiếng không, tiếng gõ nhịp sông loan ai oán khốn tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại dòng sông bên chiếc cò trẻ lắng lên, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại dần trăng non em thức đón anh về. À, được rồi, tốt rồi. Dạ được rồi, quá được luôn. Cảm ơn chị. Cảm ơn em và chúc em sẽ có số điểm thật cao ngày hôm nay nha Trúc Quỳnh. Dạ em cảm ơn. Dạ, cảm ơn ban giám khảo. Tạm biệt hai mẹ con bé Trúc Quỳnh, chúng ta sẽ cùng làm quen với nhân vật tiếp theo. Chú đã lớn tuổi và chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện này. Tên tôi là Tâm Nhân Muôn. Trong gia đình thì tôi hát cho bà xã với mấy đứa con. Tôi đang làm ở vật liệu xây dựng gần đây, tháng khoảng 2 triệu mấy. Mình cũng cố gắng chứ xây sở chứ đủ không có đủ. Cô có ước mơ giờ sao hai đứa con nhà trường lo cho ăn học tin ở đây chốn, có học bổng cho học
có ước mơ vậy thôi. Bây giờ em thấy thì với hoàn cảnh gia đình mình như vậy thì mẹ em cũng đã lo cho hai anh em đi học, như vậy là quá đủ rồi. Em thì rất là muốn được làm giáo viên toán. Em định sẽ học hết cấp 3 và thi vào trường sư phạm toán. Hai đứa con rất ngoan. Mình tôi sẽ là bằng mọi giá. Tôi với mẹ nó là mọi giá để mà thu nhập để mà cho nó học hết đại học. Mùa xuân ai đi hái hoa, mà em đi nuôi dạy trẻ. Sao em muốn đàn em mau về? Sao em muốn đàn em mau ngoan? Hay bởi vì em quá yêu thương những đôi môi đỏ, những đôi mắt hồng. Em yêu từng đôi mắt sáng long lanh những giòn dường, long lanh như những giòn dường. Em yêu từng đôi mắt sáng, long lanh như những giòn dường, long lanh như những giòn dường. Một mai mà em đi nuôi dạy trẻ. Sao em muốn đàn em mau về? Sao em muốn đàn em mau ngoan? Hay bởi vì em quá yêu thương những đôi môi đỏ, những đôi mắt hồ. Em yêu từng đôi mắt sáng, lanh như những con sương, long lanh như những con sương. Tôi yêu từng rất là nghệ sĩ. Tại sao chú lại quyết định chọn bài này vậy chú? Chung là tôi thấy cái bài này sáng tác cái giai điệu nó dễ thương, hay nữa là mình nhớ ơn cô giáo. Bây giờ mình cũng là thầy học trò cô giáo mà vậy, tôi rất nhớ cô giáo. Nên, cũng lâu lắm rồi con mới được nghe lại bài hát này á chú. Nãy con thấy chú có cái điệu nhảy nha. Nhạc lên cái chú vậy nè. À, là có cái đường nhảy nè, cũng nhảy cũng nhịp nha. Rồi cái đoạn cuối ha. Không là anh như những giọt sương, là con mê cái chữ giọt sương của chú. Như những giọt sương, cái chữ như những giọt sương thì hát khác lắm. Từ đó giờ mới nghe cái cách hát này đó. Ngoài cái sự tự tin và thoải mái của chú thì cái điều mà con thấy hay là chú lớn tuổi rồi mà cái hơi chú khỏe ơi là khỏe, quá xuất sắc. Con thích chú vô cùng luôn. Yeah. Chú ơi, ban biên tập có nói với con á, là khi mà họ quay hình á, họ thấy chú có một cái cuốn sổ đặc biệt lắm. Trong cuốn sổ đó là chú ghi chép tất cả những bài hát mà chú yêu thích để chú lưu giữ lại. Hôm nay chú đến đây chú có mang theo cuốn sổ đó không chú? Vậy con xin phép con vô trong con lấy nha. Nãy con hình dung là nó nhỏ xíu. Nó bự quá, nó bự quá. Mình mới nhạc, học sáng tác thì mò mà viết nhạc dữ lắm. Viết nhiều 10 cuốn nữa, cả 10.000 bản. Cái gì đây? Do con xin phép quá một giám thị. Nhạc sưu tập trời ơi. Danh sách bài hát Lòng Mẹ. Trời ơi, mà quý vị ơi, nè cho quý vị coi nha. Rất ngăn nắp, rất là nhà xuất bản. Là có cái phần phụ lục, một lục ở đây. Và quan trọng, ngay trang đầu tiên
Giới và thiệu. Tác giả đã tự giới thiệu về gian sắc của mình. Đẹp trai quá. Sau đó sẽ là một trang phụ lục gồm các bài như Lòng Mẹ, Đừng Nói Xa Nhau. Hả? Nhớ. Ôi trời ơi, nhiều quá. Chuyện... Ôi ôi. Hạ Vàng Biển Xanh. À, à chú ơi, con có một cái gì điều thắc mắc. Ai vậy chú? Có một cô rất đẹp ở trong này. Ai vậy chú? Ai vậy chú? Ai đó là... tôi thấy cái hình đẹp, tôi dán vô cho đẹp thôi. Trời ơi. Trời ơi, tôi tưởng chú bà ơi. Nào ai ngờ hình là đẹp căn vậy. Trời ơi, vậy chú, lúc vậy đây rồi rủi mà xã chú dở ra thấy rồi có nghi ngờ gì điều gì không chú? Tôi thấy cái hình báo đẹp tôi dán chứ đâu phải hình bộ tôi đâu mà ghen. Nhưng mà làm sao biết được? Làm sao cô biết được? Có cái ghi chú rõ lắm. Anh à, có ghi chú ghi rõ hả? Mà chứ ghi chứ nhiều khi người ta đấu tin phụ nữ dạ. Người ta nhạy cảm. Mà cái tên còn sốc nha, bóng chiều xưa nữa. Trời ơi, nghi quá, con là con nghi liền. Nói chứ đã yêu âm nhạc như chú rồi thì bằng cách này hay cách khác cũng có cách để chú nuôi dưỡng tiếp tục cái tình yêu đó của mình. Nhưng mà con muốn hỏi câu cuối cùng nữa thôi. Là chú nói rằng là bằng mọi giá chú phải lo cho con của chú, hai người con vào đại học. Vậy chứ có bao giờ chú lo sợ rằng là cái sức khỏe rồi cái điều kiện của mình nó không đủ để mà mình có thể thực hiện được cái điều đó không chú? Cái đó thì xin lỗi có. Nhưng mà chủ yếu tôi ca hôm nay nó thật tình nói là không phải vì ca để mà lấy tiền để cho xây sở cho gia đình tôi. Bởi vì hiện giờ tôi nghe tin đài báo rồi có những cái mảnh đời của mấy vùng sâu xa mình nghe là rất mắc. Thì cũng nhân dịp này muốn ca cho nó vui cái tinh thần cho nó. Thì có đồng tiền bạc đó cũng để mà trước tiên là mình xây sở gia đình mình. Hai nữa là cũng bà con cô bác ai có nghèo mình giúp đỡ. Đồng bạc hay đồng bạc cái nghĩa tình cái lời nói động viên nó cũng quý giá rồi. Cảm ơn chú. Thật sự cảm ơn chú vì tấm lòng của chú. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiếp theo. Bạn là một người con rất mê ca hát nhưng mà không được mẹ mình ủng hộ. Ngày hôm nay bạn đến đây, bạn dùng tiếng hát của mình để cứu mẹ của mình. Chúng ta sẽ cùng gặp bạn ấy. Phạm Thái có đam mê ca hát từ nhỏ, nhưng mẹ anh lại có ác cảm và cái nhìn khắc nghiệt về nghề hát. Ước mơ ca hát của Thái cũng từ đó mà bị giấu kín. Thì lớn lên thì không có điều kiện tham gia và mẹ lại không có cho đi hát. Mẹ không có cho đi hát. Cũng chẳng biết mẹ không có muốn đi hát. Ngay cả khi nằm ở nhà mà học bài mà lâu lâu hát vu vơ một vài câu mẹ cũng la. Không lo học hành mà cứ lo hát hò. Thì thật sự là Thái cũng hiểu cảm nhận là của người lớn là sợ con mình khổ, sau này không có công việc vẫn lông bông như vậy thì mẹ cấm cản thôi. Cách đây 3 năm về trước thì mẹ bị tai biến và mẹ bị liệt nửa người. Hiện tại thì mẹ không có thể di chuyển được, mẹ chỉ nằm một chỗ thôi. Ngay cả bật dậy, tự ngồi dậy cũng không được. Phải ăn uống, nằm trên giường hết. Và tất cả những sinh hoạt như là vệ sinh này nọ cũng phải nằm một chỗ. Hiện tại ba cũng về hưu ở nhà, phụ với chị cả trong nhà. 24/24 giờ phải trực mẹ. Bị tai biến đã 3 năm nay, bệnh tình ngày một trở nặng. Cả ngày ngồi trên chiếc xe lăn, mọi hoạt động đều cần sự trợ giúp. Người mẹ khó tính, hết lòng vì con, chỉ còn có thể mong mỏi và ước mơ giản đơn. Ước mơ của mẹ là chắc mẹ phải muốn đi lại được và nhìn thấy con cái mình thành công. Đó là cái ước mơ mà lớn nhất của mẹ bây giờ. Nên hy vọng có thêm một số tiền nhiều để mình chữa trị cho mẹ, để mẹ có thể đi được vòng vòng trong nhà, có thể tự vệ sinh được cho bản thân mình. Thái cũng rất là mong một lần nào đó được hát trọn vẹn một bài hát để gửi tặng cho mẹ. Chưa một lần hát cho mẹ nghe, chưa một lần nói lời yêu thương với mẹ. Trong khi bệnh tình của mẹ ngày một trở nặng hơn, giọng hát ngày nào mà mẹ còn cấm cản. Nay đến với chương trình với mong mỏi được dùng chính giọng hát đó để cứu mẹ và để được đứng trên sân khấu lấy hết dũng cảm mà nói rằng: Mẹ ơi, con có thể dùng giọng hát của con để con kiếm tiền. Con có thể dùng giọng hát của con để con nuôi sống được bản thân của con và cả gia đình.
xa xứ. Thương nhớ làng quê, thương mẹ mỏi mòn chờ mong con về. Thương mẹ già một nắng hai sương, con vẫn nghèo nên phải tha hương. Đi xa nhớ nhà, đi xa nhớ mẹ ruộng đào chín chiều. Ai nhớ chẳng ai, riêng tôi nhớ về mẹ quê yêu dấu. Năm tháng quanh hiu, thân mẹ cánh cò ngược gió sông chiều. Con của mẹ đang trẻ thơ ngây, cha bà phận con phải bơ vơ. Liêu xiêu mái nhà, liêu xiêu bóng mẹ bà thêm mai đầu. Nơi miền quê xa lắc xa lơ, mẹ tôi ngày đêm vẫn chờ tôi về tới nguồn lửa ấm. Mẹ hiền ơi, dành lá lửa thưa chiều mưa, mẹ có lạnh lùng khi gió đông xa. Ai nhớ thương ai, riêng tôi nhớ về mẹ quê yêu dấu. Bóng dáng mẹ tôi lưng còng tóc bạc lòng gió muôn chiều. Con sẽ về dù trước hay sau, con vẫn là con mẹ thương yêu. Xanh xanh mái đầu lỡ thơ tóc bạc hàng quyền sớm chiều. Con sẽ về dù trước hay sau, con vẫn là con mẹ thương yêu. Xanh xanh mái đầu lỡ thơ tóc bạc hàng quyền sớm chiều. Con sẽ về dù trước hay sau, con vẫn là con mẹ thương yêu. Xanh xanh mái đầu lỡ thơ tóc bạc hàng quyền sớm chiều. Mừng bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Rất hay, rất là tình cảm. Thái ơi, hồi nào tới giờ mẹ đã bao giờ nghe Thái hát chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ. Mẹ có biết Thái đi thi không? Lúc đầu thì khi em đăng ký chương trình thì chương trình chọn em. Xong rồi em suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cái em từ chối. Xong rồi em nói với chị. Chị xong rồi chị vô chị tâm sự với mẹ sao không biết. Cái mẹ gọi điện thoại lên, mẹ nói thôi có thi gì cứ thi. Và đến với chương trình này thì Thái muốn cho mẹ nghe Thái hát một bài trọn vẹn. Và nói với mẹ là con có thể kiếm tiền được bằng cái giọng hát của mình. Mỗi người có một cách sống và mỗi người có một cái lý tưởng sống cho riêng mình. Đôi khi cái người mà muốn vào cái nghề nghệ thuật là muốn sống với nó. Tại Tâm ơi, nhưng em có một cái là chị khen là em giấu mẹ, mẹ không cho. Nhưng mà đến cái thời điểm này mẹ đã đồng ý cho em. Em được một cái là cái đam mê của em vẫn đeo đuổi được. Thái có giọng hát đẹp à, nếu như cho phép trau chuốt, cho phép thời gian để mà học luyện cho thật nghiêm túc thì chắc chắn sẽ có thể là một ca sĩ chuyên nghiệp và được mẹ chấp nhận mà không cần phải giấu mẹ nữa. Vậy với phần dự thi của bạn Phạm Thái ngày hôm nay, ban giám khảo có thể trả lời được câu hỏi rằng là bạn ấy có thể theo đuổi công việc này một cách nghiêm túc không? Cái giọng bạn vang sáng rất là tốt, bạn chỉ hơi cảm xúc nên bạn không biết khống chế cái giọng mình lại, đôi khi có vài chỗ nó hơi. Bạn mấy lần em hát em tính khóc rồi là thì đó biết lại. Mà đó là do mình không biết điều tiết cảm xúc đó, thành thử ra là không sao, này giọng một mà đúng không? Quan trọng là gì? Chất giọng bạn có. Anh chúc em thành công trên con đường em đã chọn nha. Mong rằng là mẹ của Thái cũng đang nghe được những điều này.
Cảm ơn Thái. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật cuối cùng. Bạn ấy tên là Hữu Tiệp. Và ngày hôm nay bạn ấy sẽ dùng giọng hát của mình để có thể mang về một phần thưởng. Và phần thưởng ấy sẽ dành cho người dì của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện này. Em tên là Lê Hữu Tiệp, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại công việc của em là kỹ thuật viên ở khu công nghiệp V-Ship 2 ở Bình Dương. Và lúc nhỏ thì dì là người trực tiếp chăm sóc cho anh em tụi em. Dì là chị ruột của mẹ em. Em xem dì giống như là mẹ ruột của em vậy đó. Lúc bố mẹ em đi làm xa thì mỗi buổi tối sau khi mà dì làm xong công việc rồi em cũng đi học về thì lúc đó thì chưa có điện, đốt đèn dầu nhưng mà muỗi rất là nhiều. Dì vừa đập muỗi vừa dạy cho em đánh vần. Đó là những kỷ niệm mà suốt cuộc đời này em không thể quên được. Hiện tại thì dì sống với hai đứa con. Bố nó bỏ đi là hồi mang thai thằng bé. Thằng bé năm nay nó được 10 tuổi. Không có thể nào mà để tả được cái cảm giác trong gia đình mà mất một người đi rồi bỏ cho mình nuôi hai đứa con. Thấy nó rất là đau khổ. Tài sản tôi chỉ có hai đứa con thôi đó. Giờ tôi ráng cố gắng tôi làm việc để tôi nuôi hai đứa con thôi. Rồi mấy đứa em đây nó cũng giúp đỡ. Nhà cửa nó cho cây lá đầu cánh nhà nè. Giờ chị làm thì ngày nào qua ngày đó thôi. Chứ giờ chứ không có tiền bạc thì không có cái gì dư giả để định hướng cái gì hết trơn cho con. Đứa nhỏ thì cũng gắng cố gắng làm để cho nó học lên cao cho nó biết chữ nữa chứ để tội nghiệp nó. Thì đứa cái lớn thì 14 tuổi nó học hết lớp 7 thì nó không có đủ tiền để cho đi học á. Thì cái nó nghỉ học rồi đi làm luôn tới giờ. Nó theo mẹ phụ mẹ không vậy đó. Đồ may áo sơ mi là 6.000 áo. Một ngày thì làm được 10 áo. Còn ủi thì lại không có bằng máy á, ủi thì lãnh ủi thêm. Ủi con đoạn ủi có 500 đồng áo à. Một cái máy cái miễn mẹ may thì con không may, con may thì mẹ không có may. Đổ qua đổi lại vậy đó, mần không có dư. Ước mơ của dì là có một số vốn để có thể mua thêm một vài cái máy may để phục vụ cho công việc của dì. Nhìn thấy dì hàng ngày khó khăn thì em cũng cảm thấy xót lắm. Cho nên em nghĩ là sẽ thực hiện ước mơ cho dì. Đêm thật tình cờ, sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quên nhau và cho nhau phút hẹn hò. Tôi cầu van lên sẽ màn đêm thật hài hùng. Bên nhau phút giây này giờ ngày mai cách xa nhau. Sơ câu tả từ và sơ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin em nếu yêu mình nên thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thương. Đường tôi về đêm nay gió ánh đèn thật buồn, cô đơn càng rét mướt. Nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò. Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong em. Đợi quá từng giờ lòng can bồi hồi.
sao xuyên, tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên thu. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói, tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên thu. Tiệp, đây có phải là lần đầu tiên Tiệp đứng trên sân khấu không? Dạ, lần đầu tiên đứng trước đông người như vậy. Vâng, hiểu rằng là bạn khá là hồi hộp khi mà hát ca khúc này. Nhưng không biết là ban giám khảo đánh giá như thế nào về tiết mục này của Tiệp? Nhìn trong cái clip á thì thấy cũng đến lắm, nhưng mà khi đi ra đạo mạo dễ sợ, đúng là một nhân viên văn phòng. Giọng hát rất là manly nha. Còi tàu van lên sẽ màn đêm thật hài hùng. Bên nhau mong ước lớn nhất của Tiệp ngày hôm nay là gì? Mong ước lớn nhất hiện tại của em á là có thể góp được một cái phần nào nhỏ của mình để có thể vơi bớt những cái khó khăn hiện tại của dì em, và cũng như là để cho gia đình có cuộc sống tốt hơn. Anh nghĩ là em cũng rất là may mắn khi em có thêm dì như là người mẹ thứ nhì của em vậy đó. Và bây giờ em làm một cái điều gần như là muốn đền đáp một chút gì đó cái công ơn dưỡng của dì đã dành cho em. Thì hôm nay em hát nó chưa có được hoàn hảo, nhưng mà Vũ cảm giác được những cái gì mà em muốn truyền tải ở trong bài hát. Tại vì Vũ cũng dành cái tình cảm cho em khi mà nghe cái câu chuyện, mà nhất là một người mà hiếu thảo như em. Cho nên là Vũ cũng mong là em sẽ thắng được một số tiền để mà có thể giúp đỡ được dì mua được cái máy may, hoặc là 2 cái, 3 cái, 4 cái cũng được. Nói chứ dì em á, có ở gần nhà em không? Nhà dì ở gần với nhà ngoại, mà em thì sống với ông bà ngoại cho nên cũng gần. Hai dì nói dạ gần vậy thôi bày đặt. Tại nào? Gần ngoại. Nhưng mà dì thì ở nhà ngoại, gần ngoại. Gần. Kỹ thuật viên là người ta phải chi tiết như vậy. Ủa Tiệp ơi, có nghĩa là cả đại gia đình mình cùng ở chung một khu phải không? Bố mẹ cũng vậy? Ba mẹ em thì chia tay lúc em còn học cấp 2. Hiện tại em sống với mẹ với hai em của em. Em không phải vì chuyện đó mà buồn. Tại vì anh nghĩ rằng là có rất là nhiều người, người ta mất đi một phần cơ thể người ta vẫn sống tốt được. Thì chúng ta mất đi một phần tình thương nào đó, chúng ta vẫn nên sống tốt. Và anh hy vọng rằng là em cứ mãi như thế, mạnh mẽ, đàn ông. Yeah. Hôm nay là mang tiền về cho gia đình. Giờ chỉ cần nghĩ chuyện đơn giản nhất nè. Mình có một khoản tiền, mình mua được 1, 2, thậm chí là hơn nữa những cái máy may đem về cho dì của mình. Cảm ơn em, chờ điểm cao ha. Hy vọng vậy đi ha. Cảm ơn chị. 4 người chơi của chúng ta đã trở lại sân khấu để cùng đến với phần công bố kết quả của vòng 1 ước mơ. Bạn Trúc Quỳnh, chú Tăng Văn Mui, bạn Hữu Tiệp, bạn Phạm Thái, ai sẽ tạm biệt chương trình ở vòng này? Phụ thuộc vào số điểm của họ nhận được. Và số điểm ấy sẽ đến sau một vài phút nữa. Chúng tôi đang quay trở lại cùng quý vị khán giả, và bây giờ đã đến lúc chúng ta sẽ cùng chứng kiến điểm số mà hệ thống máy chấm điểm dành cho 4 người chơi trong ngày hôm nay. Điểm số đã hiện ra, 70 là điểm số thấp hơn so với 3 số điểm còn lại, và số điểm này là của bạn Hữu Tiệp. Như vậy, Hữu Tiệp cũng sẽ nhận được phần thưởng trị giá 7 triệu đồng. Mà với số tiền này thì chị nghĩ là em cũng làm được một điều gì đó cho dì của mình. Em xem dì giống như là mẹ ruột của em vậy đó.
Ước mơ của dì là có một số vốn để có thể mua thêm một vài cái máy may để phục vụ cho công việc của dì, sẽ thực hiện ước mơ cho dì. Cảm ơn em. Mong rằng là dì của em sẽ thật vui khi nhận được phần quà này từ em. Và chúng ta sẽ cùng chào đón ba người chơi còn lại đến với vòng thi thứ hai, chinh phục. Trong vòng này thì ba người chơi sẽ phải bấm nút để có thể chọn ra một bài hát mà họ sẽ thể hiện. Và bài hát này sẽ có trong một danh sách được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với lượt bấm nút từ bạn Trúc Quỳnh. Xin mời em. Em nghĩ là em sẽ thể hiện được bài này ở vòng thứ hai chứ? Dạ được, em rất là tự tin. Hy vọng em sẽ thể hiện thật tốt. Và bây giờ thì con xin mời chú Tăng Văn Mui sẽ bấm nút ạ. Chú có thích bài hát này không chú? Thì thấy bài hát tôi thích không phải hát rồi chứ sao vậy? Thì cố gắng chứ. Và chúng ta sẽ cùng đến với lượt bấm nút tiếp theo từ bạn Phạm Thái. Mời Thái. Bài này có làm khó Thái không? À, bài này em có nghe anh Nguyễn Hưng trình bày rồi. Chắc chắn em sẽ hát được. Chắc chắn em sẽ hát được là được rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lượt dự thi của ba người chơi. Và bắt đầu sẽ là từ bạn Trúc Quỳnh. Chúc em thật may mắn. Chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mà hướng duyên mình bền lâu, suốt đời tình khắc sâu. Nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn nơi ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hôn như nắng hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra em ngại hoặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược đèo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trông chờ hồi âm đắng cay trong lòng, chỉ thấy thiệp hồng. Đường cũ bước lần về, buồn nghe dây dưng tiếng. Nhìn xe ghế hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng mừng tiễn đưa. Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn, từng bước ai tìm về mở rộng.
xa cuộc đời bên bồng, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dày, ta mặn tình rộng trời. Cùng nhau ta sẽ đi thăm bao nơi xưa, xuôi mồ thời lên đêm. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng tình người sao cơn mê vẫn xanh. Dù bao tháng năm đã thương dòng tôi, thường thêm vắng ta người ta lại cùng theo lũ em hồng lưu xưa. Ngồi đây hoa cơn mê sông càng lại thành dòng, xuôi về ngõ quê hương. Ngày đó tay em dày uống cuộc tình thật đầy, mới tỏ chiều trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa tận cái yêu thương đầy cánh hải đem cho mọi người, thì lá hoa thật nhiều, cái yêu thương đầy cánh hải đem cho mọi của mình. Và xin mời chú Tăng Văn Mui cùng bạn Trúc Quỳnh trở lại sân khấu.
Ba người chơi của chúng ta đã quay trở lại sân khấu rồi. Và trước khi đến với phần điểm của hệ thống máy, hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ ban giám khảo ạ. Riêng cái trường hợp của chú Mui á, là con nghe nó đã lắm. Chú biết không, Bolero là tâm sự, là nói hát như kể chuyện cho người ta nghe. Nhưng mà chắc là cái bài Qua Cơn Mê chú hát không có thường, thành thế ra là cái tự nhiên nó bị hụt mất vài chữ, nó không có thoải mái đó, cho nên là không có tự tin, cho nên hát nó cứ sợ giống như đang lo đó, lo. Không biết hát trúng hay không. Nói về bé Quỳnh nha, bé Quỳnh giọng hay nè, nhưng mà bé Quỳnh bị một cái là lên cao quá, em hay ém giọng lại nên nó bị nghẹt. Em phải tìm cách em hát cho nó thoát hơi ra hết. Tức là em có chất giọng là nó trong trẻo rồi, nhưng lưu ý một tí xíu, dòng nhạc Bolero mình cần cái tình nhiều hơn. Mình muốn nó mềm mình phải lơi đuôi. Cái lơi đuôi có nghĩa là cái từ kế cuối nó sẽ mềm cái bài hát. Còn nếu em hát trong cái khuôn khổ nó sẽ cứng bài. Hiểu không? Còn thôi anh này nói làm gì nữa, tự tin, giọng vang sáng, thôi được rồi, quá xuất sắc, chịu. Bây giờ là giây phút quan trọng nhất nè. Điểm số của ba người chơi do hệ thống máy chấm điểm sẽ dành tặng cho họ. Bạn Trúc Quỳnh, chú Tăng Văn Mui, bạn Phạm Thái, hai người sẽ bước vào vòng tỏa sáng. Một người sẽ phải dừng lại. Đó là ai? Hãy cùng chờ đợi kết quả trong giây lát. Thời gian thư giãn cũng đã qua và bây giờ đã đến lúc chúng ta đến với kết quả từ hệ thống máy. Xin mời. Chúng ta đã thấy được số điểm ở vòng này. Điểm thấp nhất là điểm của chú Tăng Văn Mui. Chú đạt được 73 điểm ở vòng thứ 2, cộng với số điểm của vòng 1. Điểm tổng của chú là 145 điểm, tương đương với phần thưởng mà chú sẽ mang về là 14 triệu 500 ngàn đồng. Đây là phần thưởng dành cho chú Tăng Văn Mui ạ. Chú ơi, đợi xíu. Chú ơi, con gửi đến chú cái này, hy vọng là sẽ giúp được cô chú và giúp cho hai em trung trực sẽ luôn luôn giữ được những gì mà chú mong ước với hai em nha. Con xin gửi chú thêm 10 triệu. Ôi, cảm ơn Vũ. Chú ơi, chú có vui không? Thật tình mà nói vui mà rớt nước mắt. Bởi vì cái cảm tình, tình cảm của quý khán giả với ban giám khảo, tất cả tổ chức đây mình làm cho mình xúc động. Thật tình về có thể mình xoay sở trong gia đình, mình chăn nuôi hay mình làm gì đó, đồng thời mình để ra mình là lo cho hai nhỏ nó học. Chú ơi, con nghĩ hai em lần chắc mình làm hai cái đi nha. Con gửi chú thêm 10 triệu nữa. Đứng hình là Thành ơi. Ui. Chú ơi, báo nhẹ chú biết tiền chú hơn người dễ nhì đó. Hơn luôn rồi đó. Thôi, ở đây thì cũng thật không biết nói sao cho nó vừa cái tình cảm của quý vị đến với tôi, đối với gia đình tôi. Tôi và vợ tôi rất cố gắng làm bằng mọi việc, vì cháu nó học giỏi lắm. Mà hoàn cảnh này tôi không biết sống để mà nuôi nó tới đại học nữa, không có đó thì thôi, ráng. Chú sẽ khỏe hoài luôn, con biết điều đó luôn. Cảm ơn. Con chúc mừng chú. Tạm biệt chú Tăng Văn Mui và chúng ta sẽ cùng chào đón hai người chơi, bạn Phạm Thái và bạn Trúc Quỳnh sẽ cùng đến với vòng tỏa sáng. Trong vòng thi này, bạn Phạm Thái và bạn Trúc Quỳnh sẽ phải thể hiện một cách chuyên nghiệp nhất như những ca sĩ thực thụ. Và điểm số sẽ được quyết định bởi ban giám khảo và quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Và lượt thi đầu tiên sẽ đến từ bạn Trúc Quỳnh. Cố lên nha!
xa thân đâm đà bướng buôn ba gửi lòng lữ khách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo nổ vang rền đi đùng mình. Còn đứng im
trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn tránh con tàu nơ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình được bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ, nhìn theo phía chân mây đời chuyến xe xưa về trường. Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương dâng lên muôn vàn hoan hương, nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn tránh con tàu nơ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình được bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ, nhìn theo phía chân mây đời chuyến xe xưa về trường. Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương dâng lên muôn vàn oán hờn, nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng hôn, nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng. Đã hoàn thành phần thi của mình và xin mời bạn Trúc Quỳnh cùng quay trở lại sân khấu. Vậy là hai người chơi của chúng ta đã hoàn thành phần thi của họ ở vòng thứ 3, tỏa sáng. Bây giờ sẽ là những lời chia sẻ của ban giám khảo trước khi chúng ta biết được số điểm mà họ dành cho hai người chơi. Hai bạn có cái chất giọng về cơ bản là đẹp, là tốt. Bạn Trúc Quỳnh á thì hát một bài hơi bị thiếu điểm nhấn. Em hát một bài em cứ để nó êm ả, nó đi theo một cái quỹ đạo thì cái bài hát nó dễ đi vào quên lãng lắm, em hiểu anh nói không? Đó là cái điều em phải khắc phục. Bé Quỳnh hát á, anh nghĩ nếu như em chọn một bài khác thì nó sẽ hợp với cái giọng em hơn. Chị nghĩ không có phải bài đó cũng không phải không hợp với em đâu. Trong chất giọng em đã có sự tươi rồi. Cái tinh thần mình làm nó chưa ra thôi, gọi là cái tinh thần của bài hát. Nó là một cái sự vui tươi và một chút xíu nũng nịu của cô gái ơi, những nàng đỏ đôi má ngày xuân. Cái sự nũng nịu ơi, những nàng đỏ đôi má ngày xuân, mơ tình quân đến sao em hẹn riêng. Về bạn Phạm Thái thì Thành thấy là bạn lại nhấn nhiều quá
bạn nhấn vài chỗ thì những cái chỗ đó của bạn nó đắt. Chứ một bài mà chỗ nào mình cũng nhấn thì nguyên bài bạn thấy nó cứ nhấp nhô, nó gồ ghề, nó không có trơn, thì người ta nghe nó sẽ bị gãy ở cái đoạn đầu. Bạn bị như vậy. Như từ sau cái gian tấu bạn trở lại cái lời hai, tôi thấy bạn hát đúng nhịp hơn, giọng vang hơn, khỏe, có như là tình cảm bạn phân bố đồng đều hơn, thì tôi lại thấy nó ổn hơn. Nên thành tư vấn thêm để các bạn rút kinh nghiệm thôi, chứ cả hai bài các bạn hát được tốt cả. Cảm ơn ban giám khảo. Bây giờ đến khúc quan trọng nè. Điểm số sẽ được quyết định bởi ban giám khảo. Ngay bây giờ, Trấn Thành, mời bạn. Nói là lỗi thì nó không phải là lỗi. Nói là hoàn chỉnh, nó cũng chưa phải là hoàn chỉnh. Thành thử ra là hôm nay như vậy là đối với tôi là ổn rồi. 19 điểm. Xin mời chị Cẩm Ly. Đồng quan điểm. Trời ơi, sao vậy? Họ đang ngang bằng điểm nhau. Cả hai đều 38 điểm. Vũ thương hết hai em. Nhưng mà bây giờ đã nói là chấm điểm thì Vũ cũng nghĩ một người hôm nay hát tốt hơn một người khác. 18 điểm dành cho Thúc Quỳnh, 19 điểm dành cho Phạm Thái. Hiện nay điểm số dành cho Trúc Quỳnh đang là 56 điểm. Phạm Thái đang giữ số điểm cao hơn, 57 điểm. Số điểm còn lại sẽ được định đoạt bởi 80 vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Hãy dành cho khán giả của chúng ta 30 giây để họ có thể bình chọn. Và thời gian bắt đầu. Dành cho Quỳnh và 41 phiếu bình chọn từ khán giả dành cho Phạm Thái. Như vậy là chúng ta đã tìm ra người có số điểm cao nhất ngày hôm nay, nhận được phần thưởng trị giá 50 triệu đồng, đó chính là Phạm Thái. Và bạn Trúc Quỳnh sẽ nhận được phần thưởng 25 triệu đồng. Chúc mừng Trúc Quỳnh với phần thưởng này. Em cảm thấy thế nào? Dạ, em cảm thấy rất là vui vì đã có thể lấy được một phần thưởng này để về giúp cho mẹ được trả bớt món nợ ở nhà. Chị cảm ơn em. Cảm ơn tình yêu mà em dành cho mẹ của mình. Còn Thái thì sao? Bạn nói gì vào lúc này? Thực sự là trước giờ chưa bao giờ đứng ở một chương trình lớn như thế này mà lại hát cho về mẹ của mình nữa. Chắc phần thưởng này để cho mẹ định đoạt. Tất cả đều dành cho mẹ. Và mong rằng là mẹ sẽ thấy được tình cảm đó. Ước mơ của mẹ chắc là vẫn muốn đi lại được. Và nhìn thấy con cái mình thành công, đó là ước mơ mà lớn nhất của mẹ bây giờ. Nên hy vọng có thêm một số tiền nhiều để mình chữa trị cho mẹ, để mẹ có thể đi được vòng vòng trong nhà, có thể tự vệ sinh được cho bản thân mình, để chị đỡ cực hơn. Thái cũng rất là mong một lần nào đó được hát trọn vẹn một bài hát để gửi tặng cho mẹ. Họ đều có giọng hát đẹp, đều có những ước mơ chính đáng. Và hôm nay họ hát vì hai người mẹ của mình, điều đó thật đáng trân trọng. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi chương trình. Chương trình Hát Mãi Ước Mơ được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Cảm ơn quý vị khán giả và hẹn gặp lại. Chuyện tình
quy tụ những cung bậc của cảm xúc. Những nghẹn ngào trong nước mắt. Những nụ cười đầy nghị lực. Những câu chuyện đầy xúc động. Thấy anh mình vất vả ở thành phố, đi kiếm từ đồng để cắt về lo cho em. Hồi chú còn sống, chú nói với tôi chỉ có tôi lo cho bà thôi. Dù thế nào đi nữa cũng phải cố gắng phấn đấu, phấn đấu đến hơi thở cuối cùng. Vì gia đình, vì vợ, vì cho con, cho cuộc sống. Và đó cũng là nơi mà yêu thương được lan tỏa. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, dù cho ngày tháng còn đó những chông gai. Ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường thôi. Giờ đơn mãi trong lòng em, bàn tất cả trái đi con người Việt Nam. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi lau khô đi những giọt nước mắt bằng tiếng hát và lan tỏa những nụ cười lạc quan này. Hãy đón xem chương trình Hát mãi ước mơ của anh. Hát mãi ước mơ, cất cao tiếng hát lấn át khó khăn. Hát lên những giấc mơ xanh, trong đêm mộng lành vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương, cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ, trong ta từng giờ trái. Chuyện tình.